Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Như các bạn đã biết thì hiện nay Dell là một trong những thương hiệu laptop lớn nhất tại thị trường Việt Nam và nó có ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu mua sắm của mọi người. Vậy thì đâu là một mẫu laptop Dell đáng mua nằm trong phân khúc giá rẻ dành cho học sinh sinh viên, nhất là khi thời điểm hiện tại thì các bạn tân sinh viên đang rất là đắm trong vấn đề lựa chọn laptop cho riêng mình. Vậy thì các bạn hãy cùng tìm hiểu với mình trong video này nhé. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hầu bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay hàng Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của hàng Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Thực tế là những chiếc laptop Dell ở phân khúc giá cao thì rất dễ cho chúng ta lựa chọn, còn những chiếc máy ở phân khúc thấp tầm dưới 15 triệu thì nó lại không có những cái đặc điểm quá là nổi bật. Và sau một thời gian tìm hiểu, mình đã tìm được một chiếc máy có hiệu năng cũng như là giá thành rất phù hợp với nhu cầu các bạn học sinh sinh viên. Đó chính là chiếc máy Inspiron 3576. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn chiếc máy này nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc máy này đó là nhìn nó khá là mạnh mẽ và chắc chắn. Đây là cái đặc điểm mà giống như những chiếc máy Dell khác rồi. Về chất liệu phủ của nó là phủ một chất liệu nhựa nhám cả mặt bên ngoài lẫn mặt bên trong. Ưu điểm của chất liệu này đó là giúp bạn chống xước cũng như là không bị dính mồ hôi tay, giúp bạn tránh được những phiền toái khi sử dụng các chất liệu khác. Về nhược điểm thì chắc là nhìn nó hơi kém sang một chút, nhưng mình nghĩ là nó đã phù hợp với giá thành rồi. Mình rất thích các cạnh bo tròn của máy như thế này bởi vì nhìn nó mềm mại hơn và ngay cả các bạn nữ dùng cũng rất là hợp nữa. Trước đây mình có sử dụng một chiếc máy cũng thuộc dòng Inspiron 3000 của Dell thì nó có các cạnh vuông rất là thô và khi mà bạn va vào các cạnh thì nó cũng sẽ khiến bạn đau tay rồi, thì cái việc cạnh bo tròn này sẽ giúp bạn khắc phục được cái nhược điểm đấy. Ở viền máy thì nó sử dụng chất liệu nhựa bóng như thế này dễ gây ra cháy xước nên các bạn hãy nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Các cổng kết nối được bố trí ở hai bên viền, phía bên phải này là gồm cổng sạc pin, cổng LAN, quạt làm mát, cổng HDMI hay ổ USB 3.0 Type-A. Bên trái này là ổ đĩa, một ổ USB 2.0 Type-A, rắc cắm tai nghe và thẻ nhớ. Cá nhân thì mình muốn rắc cắm tai nghe ở bên phải này hơn bởi vì mình hay có thói quen nằm xem phim, thì khi mình xoay chiếc máy dọc như thế này nó sẽ không bị vướng. Chắc là nhiều bạn cũng có thói quen này giống mình đúng không? Về thiết kế bàn phím cũng giống như các loại máy cùng dòng, bàn phím ở mức trung bình, độ phản hồi tốt, gõ không bị flex nhưng mà layout khá tệ nên dễ bị gõ nhầm, muốn gõ chính xác thì cần phải có thời gian làm quen. Touchpad thì được làm lệch hẳn sang một bên để phần kê tay của chúng ta được rộng rãi hơn, kích thước vừa phải, bề mặt nhựa nhám nên hơi rít tay, nhất là khi ra mồ hôi. Để có trải nghiệm touchpad tốt nhất thì nên sử dụng trong phòng điều hòa, nói chung là vẫn còn thua mấy chiếc Asus dòng S như là S510. Màn hình của máy rộng 15 inch 6 Full HD khá ấn tượng so với phân khúc giá, nhưng tấm nền của nó chỉ là TN mà thôi nên các bạn sẽ không thể trông mong gì nhiều về chất lượng hiển thị. Tấm nền là TN nên điểm yếu muôn thuở của nó chắc sẽ là góc nhìn kém. Thực tế là khi đã sử dụng màn IPS quen thì TN trên những mẫu laptop giá rẻ này rất là thảm họa. Bằng Spider 5 mình chấm được các dải màu trung bình ở mức 59% sRGB và 44% Adobe RGB. Đã thế độ tu phản còn thấp, độ sáng thì chỉ dừng lại ở mức 210 nit. Nói chung điểm cộng duy nhất của màn hình này là Full HD. Vì là máy thuộc dòng phân khúc giá thấp nên mình nghĩ là các bạn không nên quá mong đợi về chất lượng loa ngoài của nó. Loa thì chỉ đủ dùng và lấp đầy được một căn phòng trọ khoảng 20m² mà thôi. Và để trải nghiệm tốt nhất thì các bạn hãy sử dụng tai nghe nhé. Đến với cấu hình phần cứng của chiếc Dell Inspiron 3576 thì nó cũng ở mức độ vừa phải thôi. CPU là i5-8250U 4x8 luồng, một trong những cải tiến lịch sử của Intel trên dòng vi xử lý tiết kiệm điện. Dung lượng RAM 4GB khá cơ bản cho nhu cầu văn phòng. Cắt đầu họa rời là AMD Radeon 520, tuy không mạnh mẽ lắm nhưng mà vẫn còn tốt hơn là cắt tích hợp. Cùng với đó là ổ cứng cơ 1T, tốc độ quay là 5400 RPM. Thực tế cấu hình này không hề yếu nhưng chính ổ cứng cơ của nó đã bóp hiệu năng cả hệ thống rất nhiều. Theo cá nhân mình thì các bạn nên bỏ ra một vài trăm nữa để nâng cấp thành ổ SSD. Cho dù là mẫu SSD rẻ nhất đi nữa thì nó cũng sẽ giúp bạn trải nghiệm mượt mà hơn ổ HDD cũ của nó. Các bạn hãy cứ thử sử dụng ổ cứng cũ khoảng một tuần thôi và sau đó nâng cấp lên thành SSD thì các bạn sẽ hiểu được cái điều mà mình đang nhắc đến. Khi benchmark bằng phần mềm 3D Max Cloud Gate, mình thấy AMD Radeon 520 nằm giữa hai mẫu cắt rời của Nvidia là GT920M và GT920MX. Nếu như vậy thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn các con của Intel nếu chạy đua trên RAM một chút thôi và cũng có nghĩa là các bạn không thể chơi được PUBG, điều mà Acer Aspire A515 có thể làm được cùng với phân khúc giá. Với bài PC Max 8 Home, chính ổ cứng cơ đã bóp hiệu năng của hệ thống lại rất nhiều, thậm chí còn thua cả các mẫu laptop phổ thông không có cắt rời.
Về chơi game thực tế, mình đã test qua được những tựa game vừa sức như Liên Minh, Dota 2 và FIFA Online 4 thì nó đều có thể chơi được. Với Liên Minh huyền thoại, các bạn nên để thiết lập đồ họa ở mức cao, khung hình trong game sẽ không bao giờ dưới 60 kể cả khi các bạn có pass lớn. Dota 2 thì có thể để thiết lập trung bình thì khung hình sẽ dao động quanh mức 30, chơi khá ổn nhưng để thời lượng khung hình nhiều nhất, các bạn nên để cấu hình thấp nhất. Còn FIFA Online 4, các bạn nên để thiết lập đồ họa thấp và độ phân giải là HD thì sẽ là tốt hơn. Nhưng chơi game thì ổ cứng cơ lại một lần nữa làm mình rất là ức chế bởi vì nó chậm không thể chịu được. Trong quá trình chơi game, mình thấy nhiệt độ phần cứng khá cao, từ 80 đến 85 độ ở cả CPU và GPU. Nói chung, các bạn nên hạn chế chơi game nửa ngày trở lên trên mẫu laptop này. Mặc dù nhiệt độ bên trong là từ 80 đến 85 độ khi chơi, mức nhiệt không hề thấp một chút nào nhưng mà bề mặt của Inspiron 3576 vẫn tương đối mát mẻ. Điểm nóng nhất sẽ ở phần giữa bên trái của bàn phím và phần mát nhất là ở chỗ kê tay. Máy sử dụng pin 42W, dù khá nhỏ nhưng bạn vẫn có thể sử dụng chúng trong khoảng 6 giờ đồng hồ nếu chỉ duyệt web và office nhẹ nhàng, cùng với thiết lập tiết kiệm pin Windows và độ sáng màn hình khoảng 50%. Điều này sẽ rất phù hợp cho các bạn nếu các bạn mang đi học hay đi làm việc cả ngày. Nếu các bạn chơi game và lướt web nhiều thì các bạn hãy sử dụng cùng với sạc nhé. Dù sao thì pin của nó vẫn được đánh giá là tốt hơn hẳn so với những đối thủ cùng phân khúc khác. Và từ nãy tới giờ mình mới thấy được một cái điểm cộng của chiếc Inspiron 3576 này bên cạnh việc nó đến từ thương hiệu Dell. Tổng kết lại thì đây vẫn là một chiếc máy khá đáng mua trong phân khúc giá thấp. Về ưu điểm, thứ nhất, nó có một thiết kế rất lịch sự, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều người. Có CPU nhanh, trải nghiệm làm việc mượt mà nhờ vào thời lượng pin tốt. Và quan trọng là nó đến từ thương hiệu Dell nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó. Về nhược điểm thì thứ nhất mình đã từng nhắc tới, đó là nó không có những cái chi tiết quá là nổi bật để có thể so sánh được với những đối thủ khác. Thứ hai là màn hình cũng không tốt khi mà bạn sẽ phải hy sinh khá là nhiều màu sắc cũng như là tỷ lệ tương phản kém. Và thứ ba là bàn phím cũng như touchpad được thiết kế hơi tệ nên bạn sẽ phải mất một thời gian để làm quen với nó. Tuy nhiên nếu bạn không quá khó tính với những điều trên thì đây sẽ là một thiết bị phù hợp với bạn đấy. Ý kiến của các bạn về chiếc máy này như thế nào? Đặc biệt là với các bạn tân sinh viên đang tìm hiểu mua máy, liệu các bạn đã sẵn sàng để mang em nó về chưa? Hãy comment ý kiến của bạn ở dưới video này nhé. Cũng đừng quên like video và subscribe channel của Hà Nội Computer. Cuối cùng xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.